Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ khi phải chờ đợi những nội dung mới của chúng tôi. Nói đến rùa thì nhiều người trong chúng ta có lẽ sẽ nghĩ đến những động vật bò sát chậm chạp, vô hại và chẳng có gì hấp dẫn. Dù có thể là có những loài cũng to xác đấy, chẳng hạn như rùa da biển, loài rùa lớn nhất hiện nay với chiều dài có thể lên đến 3 mét và nặng gần 1 tấn. Thế nhưng cần biết rằng các loài mà chúng ta gọi bằng cái gọi dân gian là rùa thuộc về một bộ bò sát có danh pháp khoa học là Testudines, và chúng có một lịch sử vô cùng hoài hùng. Xuất hiện từ thế Jura muộn, dòng dõi nhà rùa đã từng tồn tại cùng những giống loài vĩ đại nhất của thời đại khủng long, từ những con thân lằn cổ rắn như Plesiosaurus, Elasmosaurus, thương long như Mosasaurus, Prognathodon, cho đến khủng long như T-Rex. Nhưng trong khi những nhóm động vật này tuyệt chủng thì rùa vẫn nằm trong những nhóm động vật vượt qua được thời điểm đen tối cuối kỷ phân trắng và tồn tại cho đến tận ngày nay, giữ một vai trò quan trọng trong các hệ sinh thái mà chúng hiện diện trên trái đất. Trên chặng đường ấy thì dòng dõi của rùa cũng từng xuất hiện những giống loài vĩ đại dù không gây chú ý như những siêu bò sát khác như khủng long, thương long hay rực long. Nhưng ngày nay khi nhìn thấy hóa thạch của chúng, bất kỳ ai cũng sẽ phải choáng ngợp trước kích thước và vẻ đẹp trường tồn thách thức thời gian. Chúng ta có thể gọi chúng là những siêu rùa, dù nghe hơi nửa nạc nửa mỡ một chút, đồng thời cũng gợi nhớ đến một đội bóng nào đấy đang xếp ở giữa bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV điểm qua 5 giống rùa khủng nhất từng sống cùng thời với khủng long, thậm chí cũng có thể là khủng nhất lịch sử trái đất. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Số 1. Gigantotypus. Gigantotypus là một giống rùa biển cổ đại sống vào tầng Maastricht, thế phân trắng muộn, tương đương khoảng 72-66 triệu năm trước. Địa bàn sinh sống của giống rùa này là ở khu vực phía nam đại dương cổ Tethys. Hóa thạch của giống rùa này cho đến nay chỉ được tìm thấy trong các lớp trầm tích ở Jordan, một đất nước thuộc khu vực Trung Đông. Chúng được cho là có họ hàng với chi đồi mồi sống hiện đại chứ không thuộc họ Protostegidae cùng những giống rùa khổng lồ khác thời cổ đại. Dù hóa thạch của Gigantotypus không nhiều, nhưng dựa trên những gì tìm thấy, gồm một khúc xương chi trước rất lớn, các nhà cổ sinh vật học ước tính rằng con rùa này có chiều dài ít nhất khoảng 3,5m, gần tương đương một chiếc xe hơi cỡ nhỏ, thậm chí còn lớn hơn thế nữa và được xem là một trong những giống rùa biển lớn nhất từng bơi dưới đại dương. Mặc dù vậy thì có vẻ chúng đã không vượt qua được sự kiện tuyệt chủng phấn trắng cổ cận, cùng chịu chung số phận với khủng long, rực long, thương long cùng nhiều động vật cổ đại khổng lồ khác. Chỉ có những loài rùa nhỏ hơn mới có cơ hội sống sót và truyền lại cho đến tận ngày nay. Vẫn chưa có nhiều điều được biết về ngoại hình của Gigantotypus, ngoài trừ kích thước khổng lồ của nó, và hy vọng những khám phá hóa thạch trong tương lai sẽ giúp chúng ta hóa giải bí mật về giống rùa siêu to, siêu khổng lồ này. Số 2. Cratochelon. So với Gigantotypus thì Cratochelon là giống rùa có niên đại sớm hơn nhiều, khoảng hơn 100 triệu năm thuộc tầng Albian của thế phân trắng sớm. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại miền Bắc bang Queensland, Úc. Cratochelon cho đến nay chỉ được xác định từ một hóa thạch duy nhất, gồm các thành phần không hoàn chỉnh của bộ xương thân được bảo quản trong một khối đá trầm tích nhám. Những gì được tìm thấy gồm có xương yếm rùa bên trái, đai vai và một số phần chi trước. Chúng được nhà khoa học Herbert Longman mô tả và định danh vào năm 1915, và cho đến ngày nay những hóa thạch này đang được trưng bày tại bộ sưu tập cổ sinh vật học ở bảo tàng Queensland, thành phố Brisbane, Úc. Cratochelon là một trong ba loài rùa biển cổ đại thuộc họ Protostegidae được tìm thấy tại Úc, và nó cũng là loài lớn nhất trong số này với chiều dài ước tính có thể lên đến 4m, dù cho vẫn còn có một số nghi ngờ. Nếu đạt chiều dài này thì cân nặng của chúng có thể lên đến 3 tấn, gần tương đương một con voi châu Á cái trưởng thành. Cũng như Gigantotypus, người ta cũng cần thêm những khám phá hóa thạch mới về Cratochelon để biết thêm về ngoại hình, lối sống và hành vi của loài rùa cổ đại ngoại cỡ này. Số 3. Protostega. Protostegidae là họ rùa biển đã tuyệt chủng gồm những giống rùa khổng lồ nhất từ trước đến nay. Chúng từng sống cùng khủng long và đã tuyệt chủng cùng khủng long 66 triệu năm trước. Để có một hình dung chung chung về ngoại hình của các loài rùa biển thuộc họ Protostegidae, các bạn có thể nghĩa qua những con rùa xuất hiện bên bờ biển trong tập Coast của loạt phim tài liệu Prehistoric Planet trên Apple TV Plus, dù không nói chính xác đây là loài nào trong họ Protostegidae. Chính vì Protostegidae là một họ rùa biển khổng lồ, nên chi điển hình của họ này là Protostega cũng là một sinh vật có kích thước khủng. So với Gigantotypus và Cratochelon, số lượng hóa thạch được tìm thấy của Protostega phong phú và đầy đủ hơn, được tìm thấy tại nhiều nơi hơn như Kansas, Alabama ở Mỹ hay tại Saratov Oblast ở Nga, có niên đại khoảng 83,5 triệu năm trước. Protostega được nhà cổ sinh vật học lừng danh người Mỹ Edward Drinker Cope mô tả và định danh vào năm 1872. Dựa trên những hóa thạch này thì các nhà cổ sinh vật học ước tính Protostega có chiều dài nằm trong khoảng từ 3-3,9m và cân nặng có thể rơi vào khoảng 2-3 tấn. Mai của Protostega cũng như các loài cùng họ không phải là một vỏ xương dày như hầu hết các loài rùa khác, mà là một lớp da dày có các xương hỗ trợ.
Điều này giúp chúng giảm trọng lượng và khi kết hợp với những chân chèo mạnh mẽ, Protostega trở thành những tay bơi đường dài cừ khôi và bền bỉ. Chúng có đầu to, mỏ sắc và hàm mạnh, có thể ăn các loài sinh vật biển chậm chạp như sứa, động vật có vỏ và xác chết trôi nổi. Tuy vậy thì một số bằng chứng như răng của cá mập còn lưu lại trong xương của Protostega cho thấy giống rùa khổng lồ này cũng từng là con mồi của kẻ khác. Số 2. Leviathanochelys. Leviathanochelys là giống rùa biển khổng lồ được công bố gần đây nhất vào năm 2022. Chúng được biết đến với tư cách loài rùa biển cổ đại lớn nhất châu Âu, có niên đại thuộc thần Campanian khoảng 83,6 đến 72,1 triệu năm trước. Trước Leviathanochelys, những giống rùa biển cổ đại lớn nhất trong dữ liệu hóa thạch của châu Âu chỉ dài khoảng 1,5 m. Chính vì thế sự xuất hiện của giống rùa này đã góp phần nâng cấp tầm vóc của đội hình rùa châu Âu cổ đại. Được một người đi bộ đường dài tình cờ phát hiện vào năm 2016, hóa thạch của Leviathanochelys bao gồm phần sau của mai và sừng trậu, tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng đã đủ để các nhà khoa học nhận định rằng nó thuộc về một con rùa khổng lồ, không hề thua kém những giống rùa lớn nhất trên thế giới khi đó. Được xếp vào siêu họ Chelonioidea, Leviathanochelys có họ hàng tương đối gần với các loài rùa biển ngày nay hơn là họ rùa biển khổng lồ Protostegidae. Dù vậy thì nó có nhiều điểm giống với Achelon, một giống rùa khổng lồ thuộc họ Protostegidae, cho thấy cả hai có thể có cùng lối sống. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu dựa trên các hóa thạch được tìm thấy, Leviathanochelys có thể đạt chiều dài khoảng 3,74 m, thậm chí là lớn hơn. Dù vậy thì vẫn cần có thêm hóa thạch để xác nhận những tính toán này. Số 1. Achelon. Vâng, và cuối cùng là gương mặt mà chắc chắn không ai có thể bỏ qua khi nhắc đến những giống rùa siêu to, siêu khổng lồ từng hiện diện trong lịch sử trái đất. Achelon, giống rùa lớn nhất lịch sử mà chúng ta từng biết đến, trừ khi là trong tương lai chúng ta có thể khai quật được hóa thạch của một giống rùa khác lớn hơn. Hóa thạch mẫu đình xanh của Achelon được nhà cổ sinh học George Weber Whelan tìm thấy tại bờ sông Cheyenne ở bang Nam Dakota vào năm 1895, và sau đó chính Whelan tự tay mô tả mẫu vật này, một bộ xương gần như hoàn chỉnh chỉ thiếu duy nhất hộp sọ. Ông đặt tên cho nó danh pháp hai phần đầy đủ là Achelon Ischyros, có nghĩa là rùa nguyên thủy hùng mạnh. Đồng thời, Whelan cũng xác định Achelon là một thành viên của họ rùa cổ đại khổng lồ Protostegidae, được thành lập năm 1873 với chỉ điển hình là Protostega mà chúng ta vừa đề cập. Một số mẫu vật sau đó được phát hiện đã cho chúng ta hình dung đầy đủ hơn về giống rùa này, trong đó có hộp sọ dài đến 1 m với phần mỏ nhọn, khá dài và cong, khá giống mỏ của các loài chim săn mồi nhưng khác các loài rùa biển ngày nay, và là một đặc trưng của họ rùa Protostegidae. Một đặc trưng khác là mai được làm bằng một lớp da dày của khung xương chống đỡ. Mẫu định danh của Achelon có chiều dài khoảng 3,5 m, tuy nhiên mẫu vật lớn nhất có tên là Brigitta, dài đến 4,6 m, chính thức xác nhận ngôi vương của Achelon trong lòng dõi các loài rùa về kích thước. Trong lượng trung bình, ước tính của giống rùa này có thể từ 2,2 đến 3,2 tấn. Achelon sống cách chúng ta khoảng 80,5 triệu năm, tức vào thế phân trắng muộn ở một vùng biển nông gọi là đường biển nội địa phía Tây, từng chia đôi Bắc Mỹ làm hai phần vào giai đoạn đó. Vùng biển này là nơi cư trú của một hệ động vật biển phong phú, từ cá, cá mập, rùa, thằn lằn cổ rắn, chim biển và cả thương long, trong đó có những con thương long khổng lồ như Mosasaurus và Prognathodon. Nó có vẻ là một môi trường đầy nguy hiểm cho Achelon, nhưng chúng vẫn sinh sôi nảy nở khá mạnh mẽ và đạt đến kích thước khổng lồ nhờ nguồn thức ăn phong phú. Theo nhà cổ sinh vật học Samuel Wendell Williston, Achelon là một loài ăn thịt thích dành nhiều thời gian ở những vùng đáy biển nhiều bùn mềm, ăn những động vật ở đáy như nhuyễn thể có vỏ cứng, giáp xác nhờ chiếc mỏ có cấu tạo đặc biệt của nó. Ngoài ra, nó cũng có thể nhắm đến các loài cá, bò sát biển nhỏ, mực, sứa và cả những cái xác chìm dưới đáy biển nữa. Sự tuyệt chủng của Achelon cũng là một đề tài được các nhà cổ sinh vật học thảo luận khá nhiều. Đã có những giả thiết được đưa ra như sự xuất hiện của các loài động vật có vú truyền năng trứng rùa biển, các loài săn mồi phát triển mạnh mẽ hơn, sự sụt giảm của nhiệt độ nước biển hay sự dịch chuyển dần về phía nam của đường biển nội địa phía Tây. Dù nguyên nhân là gì đi nữa thì Achelon cũng đã kịp ghi dấu ấn của mình trong lịch sử sự sống trên trái đất. Các bạn biết đấy, vấn đề gì cũng có hai mặt. Trong khi người ta vẫn thường quan niệm hơi sai lầm rằng con gì thời tiền sử cũng to khủng bố, bởi thời tiền sử vốn có rất nhiều động vật tí hon để lấp đầy các ngách sinh thái, thì ngược lại phải thừa nhận rằng nhiều động vật thời tiền sử đã rất biết tận dụng ưu đãi trời cho để phát triển đến những kích thước hiếm thấy ở động vật thời nay. Trong một video lần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về những con rùa khổng lồ của thời đại khủng long. Ngày hôm nay mời các bạn hãy tiếp tục cùng Mê Khủng Long TV khám phá thêm những mảnh ghép nổi bật của hệ sinh thái đại trung sinh, hay nói cách khác là thời đại khủng long. Đó là những con cá khổng lồ. Xin lưu ý là trong video này chúng ta sẽ không đề cập đến các cá mập của đại trung sinh, tức các loài nằm trong liên bộ Coelacimorpha. Chúng xứng đáng có một video riêng trong thời gian sắp tới. Nào, các bạn đã sẵn sàng khám phá những siêu ngư từng sống cùng thời với khủng long hay chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi.
Đầu tiên, Charosteus. Nước Anh là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới về cổ sinh vật học. Vào năm 1824 thì các nhà khoa học Anh đã đặt danh pháp đầu tiên cho một loài khủng long, Megalosaurus. Đến năm 1842 thì Sir Richard Owen đã đặt ra thuật ngữ dinosaur, tức khủng long. Tuy nhiên bên cạnh khủng long thì người Anh còn có nhiều phát hiện cổ sinh quan trọng khác, chẳng hạn như ngư long, thanh lăn cổ rắn và cả những con cá cổ đại khổng lồ. Một trong những con cá cổ đại khổng lồ đầu tiên được người Anh phát hiện đó chính là Charosteus. Charosteus là một chi cá vây tia rất lớn đã tuyệt chủng từ họ cá Chondrostidae. Họ cá Chondrostidae lại là một nhóm nằm trong phân lớp cá sụn hóa xương, một phân lớp có khoảng 52 loài còn tồn tại đến ngày nay, trong đó nổi tiếng nhất là cá tầm. Chi này hiện gồm loài điển hình là Charosteus mirabilis, sống vào cuối thế Jura sớm cách đây khoảng 181 triệu năm trước. Hóa thạch của nó xuất hiện tại Anh và Đức. Mặc dù được phát hiện từ khoảng những năm 1830 và đã được nhà sinh học kiêm địa chất học người Mỹ Louis Agassiz đặt danh pháp là Charosteus mirabilis, nhưng những hóa thạch này lại không được mô tả trong suốt nhiều thập niên sau đó, cho đến khi nhà ngư học nổi tiếng Arthur Smith Woodward vào cuộc. Năm 1889 thì ông đã xuất bản nghiên cứu mô tả chính thức về Charosteus, trong đó ông coi nó chính là một họ hàng cổ đại của cá tầm. Theo ước tính của Woodward, các thành viên của chi cá Charosteus là những con cá có kích thước rất lớn, chiều dài tối đa có thể rơi vào khoảng 6-7m, dựa trên một hóa thạch xương móng hàm dài tới 50cm. Charosteus sống trong một thời đại mà đời sống dưới đại dương hết sức phong phú, trong khi ở trên bờ thì nhiều loại khủng long mới xuất hiện. Chúng có thể từng sống cạnh những con ngư long như Stenopterygius, thanh lăn cổ rắn như Microlades, hay nhóm họ hàng cá sấu sống ở biển Thalassosuchia. Tiếp theo, Mausonia. Cá vây tay hay còn gọi là Coelacanth là nhóm cá xương tồn tại lâu nhất thế giới. Dữ liệu hóa thạch cho biết chúng đã hiện diện từ kỷ Devon, cách đây hơn 400 triệu năm trước, và người ta tưởng chừng toàn bộ những con Coelacanth này đã tuyệt chủng cho đến khi bắt được một con Coelacanth còn sống nhăn răng vào năm 1938, một phát hiện có thể nói là gây chấn động. Cá vây tay ngày nay có thể sống rất lâu và phát triển đến kích thước lớn, dài khoảng 1,8 mét và nặng đến 90 kg. Nhưng những họ hàng cổ đại của chúng thậm chí còn lớn hơn thế. Một trong những đại diện tiêu biểu của cá vây tay cổ đại là Mausonia. Mausonia là một chi cá vây tay sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ của các hệ sinh thái cổ đại tại Nam Mỹ, phía Đông Bắc Mỹ và Châu Phi với niên đại khoảng 152 đến 96 triệu năm trước. Một lần nữa thì Arthur Smith Woodward lại là người mô tả chi cá này vào năm 1907 từ những hóa thạch được phát hiện tại Brazil vào đầu thế kỷ 20. Con cá này có tổng cộng 6 cái vây, 2 ở phía trên, 2 ở phía dưới, 1 ở đuôi và 1 nằm ở phía dưới khu vực gần đuôi. Không có những chiếc răng lớn, trong miệng của Mausonia chứa đầy những chiếc răng nhỏ dài khoảng 1-2 mm. Dựa trên hóa thạch thì ước tính của Mausonia có thể đạt kích thước đến hơn 5 mét. Một người họ hàng khác cũng thuộc bộ cá vây tay của Mausonia là Trachymetopon cũng có thể lớn đến tầm này. Cả hai đều là những loài cá vây tay lớn nhất từng tồn tại. Oncopristis. Có những thiết kế đã được thời gian bảo chứng, trường tồn có một khoảng thời gian rất dài. Đối với con người đó là kim tự tháp. Nhưng đối với tự nhiên thì khoảng thời gian có thể lên đến hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu năm. Một trong những bản thiết kế tuyệt vời đó của tự nhiên là những loài cá có phần mũi kéo dài ra phía trước với những chiếc răng khá lớn mọc dọc hai bên của phần kéo dài đó, tạo thành một thứ trông giống như lưỡi cưa. Bản thiết kế này đã xuất hiện ở ít nhất 3 dòng dõi cá sụn khác nhau do kết quả của tiến hóa hội tụ. Thứ nhất là phân bộ Sclerorhynchoidae, thứ hai là họ Pristidae và thứ ba là họ Pristiophoridae. Trong đó phân bộ Sclerorhynchoidae và họ Pristidae là cùng nằm trong liên bộ cá đuối, còn họ Pristiophoridae thì lại thuộc liên bộ cá mập. Trong khi phân bộ Sclerorhynchoidae đã tuyệt chủng hoàn toàn thì hai nhóm kia vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay, chứng minh sức sống trường tồn của bản thiết kế kỳ lạ này. Và trong số những con cá mang thiết kế lưỡi cưa thì kẻ to xác nhất chính là Oncopristis, một chi cá thuộc phân bộ Sclerorhynchoidae. Bản thân Oncopristis cũng là một chi cá sụn sống dài, tồn tại từ khoảng 125 đến 94 triệu năm trước. Nhớ tính dựa trên các mẫu vật hiện có cho thấy Oncopristis có thể dài đến 4,25 mét. Tuy nhiên, người ta cũng đồn ra có những mẫu vật lớn hơn với chiều dài có thể lên đến 7, thậm chí là 8 mét, trong đó chiều dài của phần mũi đao đã là 2 mét. Chúng có thể sử dụng lưỡi đao này để tấn công con mồi, cắt con mồi làm đôi để kết liễu và làm con mồi dễ nuốt hơn với chúng, hoặc chúng cũng có thể dùng phần mũi đặc biệt này để lùng sục con mồi đang ẩn nấp trong cát. Cephactinus. Nếu có một cuộc bầu chọn trong loài cá hung dữ nhất đại dương thời đại khủng long mà không phải là cá mập, thì chắc chắn Cephactinus sẽ là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho vị trí dẫn đầu.
Cephactinus còn được biết đến với biệt danh là cá X, tương tự như cách người ta gọi Pliosaurus funcae là kẻ săn mồi X vậy. Các nhà khoa học cho rằng chúng có ngoại hình giống như những con cá cháo được phóng to và có răng nanh sắc nhọn, nhưng cá thể lớn nhất có thể đạt chiều dài lên tới 6 mét hoặc hơn. Cephactinus tồn tại trong một khoảng thời gian dài từ 100 đến 66 triệu năm trước, tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng, có lẽ do hậu quả của cùng một thảm họa đã quét sạch khủng long phi điểu. Hóa thạch của chúng trải rộng nhiều nơi trên thế giới từ Mỹ, Canada, châu Âu cho đến Úc và Nam Mỹ. Các nhà khoa học tin Cephactinus là một trong những kẻ săn mồi hung hăng và phàm ăn nhất đại dương kỷ phấn trắng. Nhiều mẫu vật được khai quật với những con mồi lớn còn chưa tiêu hóa hết trong bụng. Một mẫu vật Cephactinus audax dài 4,2 mét còn được gọi là hóa thạch cá ở trong cá, khi trong bụng nó là một con Chilicus acutus dài 1,9 mét gần như nguyên vẹn. Rất có thể, con Cephactinus phàm ăn đã cố nuốt con mồi quá to, nhưng vì con mồi sau khi bị nuốt đã vùng vẫy rất mạnh làm tổn thương nội tạng của con Cephactinus, dẫn đến cả hai đồng quy vu tận. Ngược lại, Cephactinus cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc chí ít đã bị ăn xác thối bởi những loài cá hung tợn khác, chẳng như cá mập Rhino và Squalicorus. Vào năm 2010 thì Cephactinus suýt chút nữa đã được chọn làm hóa thạch của bang Kansas, nhưng đáng tiếc là cuối cùng nó đã mất vị trí này vào tay thương long Tylosaurus. Cuối cùng, Lysictus. Và siêu ngư cuối cùng hôm nay cũng là con cá mà Mê Khủng Long TV vừa đề cập cách đây chưa lâu, Lysictus. Nếu chỉ tính trong các loài cá xương thì Lysictus chính là loài cá xương lớn nhất trong lịch sử từng được tìm thấy. Một số ước tính cũ thậm chí còn cho rằng Lysictus có thể dài đến 27,6 mét, tương đương với nhiều loài cá voi ngày nay. Tuy nhiên, những ước tính thực tế hơn cho rằng Lysictus dài không quá 16 mét. Dẫu vậy thì đó vẫn là một con số khủng khiếp nhất mà một loài cá xương từng đạt được, tương đương với những cá thể cá mập voi lớn nhất hiện nay. Để có thể đạt được kích thước khổng lồ như thế, Lysictus sống trong giai đoạn từ Jura giữa đến Jura muộn, khoảng 165 đến 152 triệu năm trước, một thời kỳ khí hậu cực kỳ ấm áp, khiến cho các đại dương đầy áp thức ăn, cung cấp một lượng lớn phiêu sinh vật, tảo và nhiều thứ khác. Lysictus là loài ăn lọc, với màng có cấu tạo chuyên biệt để lọc các phần tử thức ăn siêu nhỏ trong nước biển. Mỗi giây, với cái miệng khổng lồ thì Lysictus có lẽ đã bơm hàng nghìn lít nước qua màng để lọc hàng triệu phiêu sinh vật trong nước. Không chỉ có phiêu sinh vật, chúng còn có thể sơ những đàn cá nhỏ chỉ trong vòng vài giây. Tuy nhiên, khi môi trường thay đổi, biến lạnh hơn, nguồn cung cấp thức ăn giảm dần, Lysictus trở thành nạn nhân của chính kích thước khổng lồ mà nó đạt được. Nó tuyệt chủng vào khoảng 152 triệu năm trước, dù những người họ hàng của nó từ họ cá Pachycomedy có thể đã sống tốt đến hàng chục triệu năm sau và chỉ tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng. Vừa rồi là năm siêu ngư từng tung hoành các đại dương trong thời đại khủng long. Nhờ những điều kiện thuận lợi của tự nhiên, chúng đã phát triển đến kích thước khổng lồ và góp phần làm đa dạng hơn những hệ sinh thái đại dương trong thời kỳ đó. Tuy nhiên, vạn vật dù huy hoàng đến mấy cũng có lúc suy tàn, và những siêu ngư này cũng không thể thoát khỏi số phận tuyệt chủng trước những biến động của tự nhiên. Vào thời đại khủng long thì đúng như tên gọi của nó, đó là thời đại mà các loài khủng long chiếm gần như toàn bộ hào quang của sự chú ý mà chúng ta dành cho sự sống cổ đại của giai đoạn này. Nếu không phải khủng long thì sẽ là những con bò sát nổi bật khác như thương long, xà cảnh long hay cả cá sấu. Những nhóm động vật khác thường ít được quan tâm và đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay cả cá mập cũng là một nhóm cực kỳ nổi bật từ xưa cho đến nay, thì đến thời đại khủng long, chúng cũng tương đối lép vế về mặt danh tiếng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cá mập không có những đại diện nổi bật trong thời đại khủng long. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV khám phá 5 siêu cá mập từng tồn tại cùng thời với khủng long phi điểu. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Cadabiodon. Cadabiodon là một chi cá mập thuộc bộ cá nhám thu đã tuyệt chủng, sống cách đây khoảng 95 đến 91 triệu năm trước. Hóa thạch của Cadabiodon đã được tìm thấy ở Úc, Bắc Mỹ, Anh và Kazakhstan. Cadabiodon có khả năng là một loài cá mập không thích sống ở vùng nhiệt đới, mà thay vào đó chọn lang thang ở các đại dương ôn đới giữa vi độ 40 và 60, giống như cá mập Porpigo hiện đại. Cadabiodon được cho là một trong những con cá mập lớn nhất thời bấy giờ, với chiều dài ước tính lên tới 5,5 mét, tương đương với các cá thể cá mập trắng lớn khủng nhất thời hiện đại. Nó có thể là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của mình và có khả năng sử dụng hàm răng lớn, khỏe mạnh và khả năng bơi nhanh để săn mồi nhiều loại động vật biển, bao gồm thằn lằn cổ rắn, ngư long và các loài cá lớn khác. Cadabiodon cũng có một cơ thể chắc nịch và đô con.
Mặc dù trông có vẻ to lớn và nặng nề, nhưng các đặc điểm như vảy hình tấm có rãnh giúp giảm lực cản của nước và cuộc sống chắc chắn đều thể hiện rằng con cá mập này có khả năng bơi nhanh để tấn công con mồi bất ngờ. Mặc dù vậy thì độ linh hoạt khi chuyển hướng sẽ hơi kém một chút. Tuy không thể to lớn như một số loài cá mập trong danh sách này, nhưng Cladobiodon cũng có những lợi thế riêng để trở thành một kẻ săn mồi lợi hại trong thời đại thống trị đại dương của các loài bò sát biển. Tiếp theo, Leptostyrax. Một trong những cái khó khi nghiên cứu cá mập cổ đại đó là, dù to lớn đến thế nào đi chăng nữa, do bộ xương làm bằng sụn, một chất liệu dễ phân hủy hơn xương rất nhiều. Nên những gì cá mập để lại cho chúng ta thường không quá nhiều, chủ yếu là răng và có thể là một số đốt sống. Megalodon khổng lồ nhất mọi thời đại cũng vậy, và các giống loài cá mập của thời đại khủng long cũng vậy, chẳng hạn như Leptostyrax. Leptostyrax là một chi cá mập thuộc bộ cá nhám thu đã tuyệt chủng sống vào kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 87 đến 82 triệu năm trước. Hóa thạch răng và đốt sống của Leptostyrax được tìm thấy ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và Úc, cho thấy một phạm vi phân bố tương đối rộng và sự phổ biến của chi cá mập này trong thời đại mà chúng tồn tại. Edward Brinker Cope là người đầu tiên khám phá ra những chiếc răng hóa thạch của Leptostyrax vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, danh pháp Leptostyrax chỉ chính thức được nhà cổ sinh vật học Mỹ nổi danh đầu thế kỷ 20 là Samuel Wendell Williston đặt vào năm 1900. Leptostyrax được kết hợp giữa lepto có nghĩa là mỏng và styrax có nghĩa là đầu nhọn trong tiếng Hy Lạp. Cái tên này liên quan đến hình dạng răng của Leptostyrax, trông khá giống như đầu của một ngọn giáo thu nhỏ và gần giống răng của cá mập hổ cát ngày nay. Vào thời đại Leptostyrax sống thì một phần rộng lớn của nước Mỹ là một vùng biển lớn, được gọi với cái tên đường biển nội địa phía Tây. Chia cắt lãnh thổ nước Mỹ ngày nay thành hai tiểu lục địa Appalachia và Laramidia. Ở đó nó đã chung sống cùng các giống loài động vật biển hùng mạnh khác, chẳng hạn như chi thương long Tylosaurus với những cá thể có thể dài hơn 12 mét, rùa khổng lồ Achelon, thân lằn cổ rắn v.v. và mây. Tuy nhiên chúng vẫn sống khá tốt và phân bố rộng rãi, chứng tỏ rằng Leptostyrax cũng không phải dạng vừa đâu. Cretodus. Cái tên thứ ba cũng có phạm vi phân bố rất rộng từ Bắc Mỹ đến châu Âu, châu Phi và có thể là cả châu Á nữa. Đó là Cretodus. Chi cá mập được phát hiện vào năm 1850 với niên đại được xác định là 100 cho đến 89 triệu năm trước. Trước năm 2017 thì người ta chủ yếu biết đến chúng qua những chiếc răng hóa thạch đơn lẻ. Nhưng sau đó nhờ việc phát hiện một bộ xương gần như hoàn chỉnh, cho thấy chi cá mập này có cơ thể giống với cá mập hổ hiện đại, cái đầu khá to, lực hàm mạnh mẽ cùng thân hình lực lưỡng. Về mặt tốc độ thì hình thái trên vảy hình tấm của Cretodus cho thấy chúng là những tay bơi có tốc độ khá trong số các loài cá mập kỷ phấn trắng. Với hàm răng sắc nhọn thì Cretodus có lẽ từng tập trung săn những con mồi lớn, với bằng chứng cho thấy một con rùa biển dài đến 2 mét từng là con mồi của Cretodus. Cretodus thậm chí cũng từng săn các cá thể thuộc một nhóm cá mập khác. Các ước tính cho thấy các loài Cretodus có thể đạt tuổi thọ tương đối cao, tối đa có thể từ 50 đến hơn 60 năm tuổi. Nếu đạt đến độ tuổi này thì chúng cũng có thể sở hữu kích thước khổng lồ. Chiều dài lớn nhất phổ biến có thể là từ 6 đến 8 mét, nhưng có loài như Cretodus crassidens có thể đạt chiều dài đến hơn 11 mét khi trưởng thành đầy đủ. Cùng chung sống với nhiều quái vật biển đáng sợ khác như cá mập Cryptosirina, Squalicorax, có lẽ Cretodus đã học được cách sống chung với những giống loài này thông qua hình thức phân chia ngách sinh thái, trong đó chúng sống ở những phạm vi khác nhau và săn những con mồi khác nhau. Đụng độ có thể xảy ra nhưng không đáng kể. Cryptosirina. Nếu chỉ xét về kích thước và cân nặng, Cryptosirina có lẽ khó gây ấn tượng với những fan cuồng cá mập khổng lồ khi sở hữu chiều dài ước tính khoảng 6 mét lên đến tối đa là 8 mét, còn cân nặng ước tính của nó tối đa là khoảng 4,9 tấn. Dẫu vậy thì với kích thước và cân nặng như thế này, Cryptosirina vẫn là một trong những loài cá mập lớn nhất vào thời đại của nó, cũng là một trong những động vật săn mồi dưới biển lớn nhất. Các bằng chứng hóa thạch, bao gồm một số bộ xương có độ nguyên vẹn cao của Cryptosirina cho thấy, cơ thể của loài cá mập này có hình thái rất giống cá mập trắng ngày nay, và nó rất có thể chính là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của mình. Một trong những đặc điểm có thể là điểm mạnh nhất của Cryptosirina khi săn mồi chính là tốc độ. So với Cretodus, một loài cá mập khác có kích thước và niên đại khá tương đồng thì Cryptosirina được đánh giá là nhanh hơn hẳn. Bằng chứng là những chiếc vảy hình tấm của Cryptosirina được trang bị những đường rãnh sâu hình chữ U xếp chồng lên nhau, song song với trục cơ thể. Mỗi rãnh có chiều rộng trung bình khoảng 45 micromet. Những chiếc vảy hình tấm này có công dụng làm giảm lực cản rất hiệu quả và tăng cường tốc độ, rất giống với các loài cá mập có tốc độ bơi nhanh nhất hiện nay. Răng của Cryptosirina sắc như dao và còn được trang bị một lớp men răng dày để bảo vệ răng không bị tổn hại trước lực cắn của chính con cá mập.
Điều này cũng hàm ý rằng Cryptosiriner có lực cắn hết sức mạnh mẽ và khi kết hợp với những chiếc răng sắc nhọn, trong đó chiếc lớn nhất có thể lên đến 8 cm, một cú cắn đồng nghĩa với đòn chí mạng. Các bằng chứng hóa thạch cho thấy chúng có thể đã xơi cả khủng long và rực long, dù cũng không thể bác bỏ khả năng đó là hành vi ăn xác thối. Tychodus. Không phải loài cá mập nào cũng cần sở hữu hàm răng sắc nhọn để thành công. Đôi khi những kẻ thành công nhất lại trông ít đáng sợ hơn rất nhiều, chẳng hạn như Tychodus, một chi cá mập thuộc bộ cánh ám thu có niên đại trải dài từ 112 triệu năm đến 85 triệu năm trước. Hóa thạch răng của Tychodus đã được tìm thấy ở rất nhiều hệ tầng có niên đại phân trắng muộn trên khắp thế giới và các nhà khoa học đã xác định đến 16 loài hợp lệ thuộc chi này, nhưng con số đã nói lên tất cả về sự thành công của Tychodus. Những hóa thạch đầu tiên của Tychodus đã được tìm thấy ở Anh và Đức từ nửa đầu thế kỷ 18, nhưng trong suốt một thời gian người ta cho rằng đó là tấm vỏ miệng của cá nóc. Phải đến đầu thế kỷ 19 thì những nhận định sai lầm này mới được gỡ bỏ và các hóa thạch được xác định lại. Tychodus có kích thước lớn nhất trong số các loài cá mập của kỷ phân trắng nói riêng và đại trung sinh nói chung, với chiều dài ước tính có thể lên đến 10 hoặc 11 mét. Chúng sở hữu loại răng tấm chuyên biệt để nghiền nát vỏ cứng của con mồi. Hàm của một con Tychodus có thể chưa đến 550 chiếc răng, thấp và hơi tròn. Con mồi của chúng sẽ là những động vật có vỏ cứng như chai sò, giáp xác, cúc đá và thậm chí là rùa. Về ngoại hình thì có một điều may mắn đối với Tychodus so với các chi cá mập cổ đại khác cũng như các chi cá mập ở trong danh sách này là người ta đã tìm ra hóa thạch cơ thể khá hoàn chỉnh của Tychodus từ hệ tầng Agua Nueva ở Mexico vừa mới được công bố trong năm nay thôi. Nên chúng ta biết được kha khá về hình dạng của chi cá mập này. Chúng có cơ thể kiểu con thoi, rộng ở giữa và hẹp dần về hai đầu, có phần đầu lớn và khá dài. Vây lưng chính có kích thước lớn và đặt thiên về phần trước cơ thể, còn một vây lưng nhỏ hơn nhiều đặt ở gần vây đuôi. Nó cũng có một vây hậu môn nhỏ. Nhìn tổng thể thì Tychodus trông khá giống cá mập trắng lớn hoặc cá mập chanh ngày nay. Vâng, vừa rồi là năm siêu cá mập của thời đại khủng long. Sự hiện diện của chúng chứng minh rằng, dù sống trong thời đại mà bò sát biển thống trị đại dương thì cá mập vẫn có vị trí nhất định trong các hệ sinh thái đại dương mà không hề quá lép vế. Sống dài thành huyền thoại, sau khi sự quyền tuyệt chủng 66 triệu năm trước xảy ra, chấm dứt sự thống trị của bò sát trên cạn lẫn dưới nước, một số loài cá mập đã sống sót để mở đường cho sự tiến hóa và thống trị đại dương sau này, với cái tên chỉ nghe thôi đã sợ, Megalodon, bất chấp sự trỗi dậy của động vật có vú. Chúng ta nên dành nhiều hơn sự ghi nhận cho các loài cá mập của thời đại khủng long và hy vọng rằng những nghiên cứu mới sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ thêm nhiều điều về chúng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.